Ai về thăm quê hương tôi, nơi biên cương là đây, có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu. Về Hà Giang, đây Hà Giang quê chúng tôi. Gỗ vùng cao về xuôi xây đời mới, thắm tình giữa miền xuôi với miền ngược. Có ai về khơi thác nguồn hàng, mời lên thăm đây Hà Giang. Ôi đẹp sao đây vùng cao quê tôi đang đổi mới. Này qua vùng cao đem tới miền xuôi, đây trẻ quê tôi vui những ai hẹn hò. Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu. Ngược dòng sông Lô, men theo những dãy núi chập trùng, ngược bước thang mây lên tới miền cực Bắc. Hà Giang, mảnh đất biên cương xa xôi đầy truyền thuyết, nơi còn lưu giữ gần như nguyên vẹn những điều kỳ thú đang chờ được khám phá. Mảnh đất bao đời là phiên dậu cho nước nhà, nơi quần cư của cộng đồng các dân tộc anh em, những người Tày, người Nùng, người Mông, người Dao, người Giấy, rồi người Bố Y, Lô Lô, La Chí, Bà Thẻn, vân vân. Những con người thuộc các sắc tộc khác nhau, mang những nét đặc trưng văn hóa và lối sống khác nhau, nhưng tự chung đều là con lạc cháu hồng trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Đời nối đời, những con người ấy đã làm nên một Hà Giang, vùng văn hóa đa sắc tộc phong phú giữa thiên nhiên hùng vĩ, còn nguyên nét hoang sơ của miền núi cao thung thẳm. Đối với những lữ khách đam mê khám phá, Hà Giang quả là một điểm hẹn lý tưởng. Trong một không gian thủy mặc kỳ vĩ, du khách được chiêm nghiệm bao nét lạ và đẹp đến nao lòng của đời sống vùng cao, được tận hưởng tình người và lòng mến khách của đồng bào các dân tộc thiểu số. Hà Giang là một tỉnh vùng cao, dân tộc, thế nên là nó có nhiều bản sắc dân tộc và nhiều vùng khí hậu khác nhau, và đa số là vùng cao núi đá, thế nên cũng có rất nhiều tiềm năng du lịch. Thứ nhất là du lịch về mặt sinh thái. Hà Giang có những cái rừng nguyên thủy, có những cái núi đá cao nên rất nhiều hang động. Hà Giang còn có một cái tiềm năng du lịch, đó là du lịch về bảo vệ sức khỏe, đó là có những cái vùng suối khoáng đã được khai thác để tạo thành những khu du lịch, nơi nghỉ ngơi, vừa chữa bệnh và vừa nghỉ ngơi. Hà Giang cũng còn được Bộ Văn hóa công nhận một số cái di tích như di tích lịch sử khu Cáng Bắc Mê, cái di tích văn hóa khu Nhà Vương, đó là những cái công trình kiến trúc nó mang bản sắc dân tộc. Ngoài ra Hà Giang còn có 22 dân tộc, mỗi dân tộc có một cái bản sắc văn hóa riêng, nên du lịch văn hóa cũng là một trong những vấn đề mà được các cái khách du lịch, đó là như các cái lễ hội, trong đó có lễ hội của đồng bào dân tộc Mông, lễ hội đồng bào dân tộc Dao, thế và trong đó có chợ tình Khâu Vai là một trong những đặc sắc nhất của cái vùng cao biên giới. Từ thị xã Hà Giang theo tuyến du lịch sinh thái vùng cao, điểm đến đầu tiên trên hành trình của bạn sẽ là huyện Quản Bạ, nơi giao hòa giữa trời và đất.